Chào quý khán giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ hai tuần vừa qua, Ni sư Tịnh Quang đã giảng về việc quân đội Pháp xâm lăng Việt Nam. Triều nhà Nguyễn kể từ đời vua Minh Mạng về sau, do chiến dịch cấm đạo, đàn áp quyết liệt và giết hại các giáo sĩ đã dẫn đến cuộc chiến tranh này. Tại Pháp, thời hoàng triều Napoleon đệ tam, có hai giáo sĩ luôn cổ vũ cho việc này là giám mục Pellerin coi địa phận Huế và linh mục Húc, cựu thừa sai truyền giáo. Họ đã khẳng định với vua Napoleon rằng dân Việt Nam hiền lành, siêng năng, rất dễ đón nhận đức tin Kitô giáo và đang rên xiết dưới ách tàn bạo ghê gớm. Nếu Pháp đánh chiếm Nam Kỳ sẽ rất dễ dàng. Giáo dân bản xứ sẽ tiếp đón họ như những kẻ cứu tinh. Nó sẽ đem lại kết quả vô cùng to lớn. Và lực lượng quân sự Pháp đang có mặt tại biển Trung Quốc thừa khả năng tiến hành công việc này. Năm 1858, lính Pháp và Tây Ban Nha đến cửa Đà Nẵng bắn phá, đánh chiếm hai thành Tôn Hải và An Hải. Năm 1861 lại đánh lấy Gia Định. Mặt khác, cho quân đi đường bộ theo sông Mekong chiếm thành Vĩnh Long. Quân Việt thế yếu, triều đình Huế lo sợ, xin lập hòa ước năm Nhâm Tuất 1862, gồm 12 điều khoản. Theo đó, Việt Nam phải nhượng cho Pháp 3 tỉnh Biên Hòa, Gia Định và Định Tường. Đến năm 1867, Pháp đánh 3 tỉnh Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Năm 1873, quân Pháp tiến đánh thành Hà Nội lần thứ nhất. Quan thống lĩnh là Tổng đốc Nguyễn Tri Phương tử tiết. Sau đó, quân Pháp tiến đánh các tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hải Phòng, đưa đến hòa ước Giáp Tước năm 1874, gồm 22 điều khoản. Theo đó, Việt Nam phải nhượng đất cho Pháp 6 tỉnh Nam Kỳ, nội dung đều bất lợi cho nước Việt. Quân Pháp toàn quyền tại các nơi chiếm đóng, giáo sĩ được tự do truyền giảng và người dân được tự do theo đạo. Chiến thuyền và thương nhân Pháp được tự do tới lui, giao thương ở các bến cảng của Việt Nam từ Nam ra Bắc. Vào năm 1882, quân Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ nhì, quan thượng thư bộ binh Hoàng Diệu Tuấn Tiết đưa đến hòa ước năm Quý Mùi năm 1883 gồm 27 điều khoản. Đại lược, nước Việt Nam chịu nhận nước Pháp bảo hộ và chủ trương Việt giao thiệp với nước ngoài. Tỉnh Bình Thuận thuộc về Nam Kỳ, quân Pháp đóng giữ ở núi Đèo Ngang và ở Thuận An. Từ tỉnh Khánh Hòa ra đến Đèo Ngang thuộc quyền cai trị của triều đình Huế. Từ đó, nước Pháp toàn quyền cai trị nước Việt Nam, nhưng giới sĩ phu trong nước vẫn khẳng khái, đứng dậy, vận động quốc dân thành lập các phong trào kháng Pháp như Văn Thân, Cần Vương, Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân, và các cuộc khởi nghĩa ở Thái Nguyên, Yên Bái, vân vân đều có chung mục đích giành lại quyền độc lập cho nước nhà. Phật giáo trong giai đoạn này bị gạt ra ngoài sinh hoạt xã hội, mặc dù làng nào cũng có chùa nhưng mê tín dị đoan, không còn là một đạo Phật thực tiễn linh động với mục đích giác ngộ và giải thoát. Với chính sách ngu dân để dễ trị, người Pháp đã hạn chế giáo dục, kiểm tra tăng chúng, cấm xây dựng chùa, hạn chế nhận thập phương hỷ cúng, vân vân. Đạo Phật đương thời bị đồng hóa với những tà thuyết ngoại đạo, xa lìa chánh pháp và nghiễm nhiên trở thành một thần đạo không hơn không kém. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, tức ngày rằm tháng Giêng năm Ất Dậu, quân Nhật làm cuộc đảo chính Pháp, lật đổ một chế độ thực dân của người da trắng trên toàn cõi Đông Dương. Tháng 8 năm 1945, nước Nhật đầu hàng đồng minh, chấm dứt trận Thế chiến thứ hai. Nước Việt Nam bắt đầu mở qua một trang sử mới. Trong giờ lược sử Phật giáo Lào, Thầy Nguyên Tâm đã giảng về thời vua Shakyamuni Phayan Phao.
là con trai của vua Samse Nethai. Ông lên ngôi vua theo lời mời của trưởng lão Phra Maha Sattha Toko và trưởng lão Phra Maha Samutta Kote. Cùng với bốn vị tướng, vốn là con trai của ba học giả người Khmer từ Angkor sang Lan Thương, đang tạm thời trưởng quản đất nước. Nguyên vì trong khoảng 20 năm trước, đất nước đã gặp khủng hoảng về chính trị, được hậu thuẫn của các thủ lĩnh địa phương, nhiều phe phái trong hoàng tộc liên tục tranh giành ngôi vua. Nữ vương Nang Kheo Phimpha đương thời củng cố quyền lực bằng cách liên tục lật đổ bao đời vua và lập vua mới lên thay. Năm 1438, bà Nang Kheo Phimpha bị giết, nên các vị cao tăng đã mời ông lên chủ trì vương quốc. Một danh xưng hoàng gia khác của vua Chakrapha, dịch sang tiếng Pali là Chuyển Lưng Thánh Vương. Vua là một tín đồ thuần thành, được sự ủng hộ của các chùa chiền và quân đội. Vua Chakrapha đã cai trị đất nước một cách thuận lợi, giữ cho đất nước ổn định khoảng vài chục năm. Tuy nhiên, vào năm 1478, quân Đại Việt công kích Lan Thương, chiếm thủ đô Luang Prabang, mặt khác tiến về Viên Chăn. Sau khi quân Đại Việt rút lui, vua Chakrapha trở về kinh đô Viên Chăn, nhưng rồi ông nhường ngôi cho con. Như vậy, trong thời gian tại vị, vua Chakrapha đã làm cho nước Lào được sống yên bình trong một thời gian dài. Danh hiệu Chuyển Lưng Thánh Vương cũng cho chúng ta biết được rằng ông có tín tâm mãnh liệt và đóng góp lớn cho Phật giáo của Vương quốc Lào ở thế kỷ 15 phát triển hưng thịnh. Người con thứ bảy của vua Chakrapha là vua Visun, trị vì từ năm 1500 đến năm 1520, thuộc đời thứ 15 của triều đại Lan Thương. Ông được bổ nhiệm làm thống đốc Viên Chăn năm 1480 và làm thủ tướng năm 1491. Từ năm 1495 đến năm 1497, ông làm quan nhiếp chính cho người cháu là vua Samphu còn nhỏ tuổi. Nhưng đến năm 1500 thì ông truất phế người cháu và chính thức lên ngôi vua. Triều đại của ông đánh dấu một thời gian dài 20 năm hưng thịnh, yên bình. Vốn là một tín đồ Phật giáo có đạo tâm kiên cố và niềm tin mãnh liệt, nên trong thời gian tại vị, ông đã hộ trì tối đa cho Phật giáo. Ông kiến lập khá nhiều tu viện, trong đó nổi bật nhất là ngôi đại tinh xá Wat Visun, lấy tên của ông. Ngôi già lam này được xây dựng làm nơi tôn trí tượng Phật Phra Bang. Đặc biệt nhất là một số lượng lớn văn bản tôn giáo và công trình văn học đã được biên tập, chuyển dịch sang tiếng Lào. Trân trọng kính mời quý học viên tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay, thứ Hai ngày 22 tháng 3 năm 2021. Từ 7 giờ đến 9 giờ tối, học viên lớp sơ trung đẳng sẽ được học lịch sử Phật giáo Việt Nam và lịch sử Phật giáo Lào tại lớp. Kính mong quý học viên hãy đến lớp đông đủ, vì mỗi giờ học kinh là mỗi giờ tăng trưởng thiện căn phước đức. Và chỉ có thiện căn phước đức mới giúp chúng ta có được cuộc sống bình an, may mắn. Rất mong quý học viên thường xuyên kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết. Ngoài ra, quý vị có thể vào trang nhà bồ đề Phật quốc.org để nghe lại chi tiết các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Mọi sự phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thượng tọa Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.